chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay ngày 5 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bão Bofa đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Trong khi đó, tại Philippines, số người thiệt mạng vì bão Bofa đã lên tới hơn 280 người. Nổ lớn tại nhà máy xăng chiết ga ở khu công nghiệp Khai Sơn, tỉnh Bắc Ninh khiến hàng nghìn công nhân náo loạn, 47 công nhân phải nhập viện. Thực hư chuyện trứng ung công hiệu hơn cả Viagra, khi không ít chị em tìm mua loại trứng này mang về chế biến bồi bổ cho chồng. Trong phần tin quốc tế, Bình Nhưỡng chính thức xác nhận các chi tiết của kế hoạch phóng tên lửa sắp diễn ra, bất chấp sự chỉ trích từ quốc tế. Các tổ chức từ thiện chuyên cung cấp thực phẩm miễn phí cho người nghèo tại Anh đang được mở ra với số lượng nhiều chưa từng thấy trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Mở đầu là những tin tức liên quan đến cơn bão Bofa trên Biển Đông. Thưa quý vị, sau khi đi qua khu vực Philippines, siêu bão Bofa đã trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Hiện giờ bão vẫn giữ nguyên cường độ và di chuyển ổn định. Vào hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 6 tháng 12, vị trí tâm bão cách đảo Sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 220 km về phía Đông Bắc. Sau đó, bão có khả năng di chuyển chậm lại theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km, hướng thẳng tới khu vực từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu. Trước diễn biến nhanh chóng và phức tạp của bão số 9, cuối giờ chiều nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức cuộc họp khẩn, xem xét dự đoán các hướng di chuyển của bão và triển khai phương án ứng phó. Theo đó, trước mắt cần tập trung đảm bảo an toàn trên biển cho các phương tiện tàu thuyền, bởi hiện tại bão đã gây sóng lớn, biển động dữ dội ở nhiều vùng biển của nước ta. Tính đến thời điểm này, Bộ đội Biên phòng các tỉnh thành tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã phối hợp với địa phương, kêu gọi kiểm đếm hướng dẫn cho hơn 46.000 phương tiện và 250.000 người biết diễn biến của bão Bofa để chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, vẫn còn 564 tàu ở quần đảo Trường Sa và 56 tàu ở quần đảo Hoàng Sa đang di chuyển chậm để tránh hướng đi của bão. Theo các chuyên gia, bão số 9 sẽ tồn tại ít nhất từ 5 đến 7 ngày nữa. Trong 2 đến 3 ngày tới vẫn chủ yếu ở trên Biển Đông. Vùng nguy hiểm được xác định từ 8 đến 15 độ Vĩ Bắc nên có hai phương án di chuyển cho tàu thuyền. Với những tàu ở khu vực Hoàng Sa nên vào bờ hoặc đi lên phía Bắc. Còn những tàu thuyền ở Trường Sa nhanh chóng vào bờ hoặc đi xuống phía Nam quần đảo để phòng trường hợp bão di chuyển theo kiểu thắt nút rồi quay ngược lại Trường Sa. Trước khi đi vào Biển Đông, bão Bofa được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong mùa bão năm nay ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Sự xuất hiện một cơn bão có cường độ mạnh như vậy vào thời điểm cuối mùa mưa bão là điều hiếm gặp. Để tìm hiểu về đặc điểm của bão Bofa cũng như khả năng ảnh hưởng của nó tới nước ta, phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Trước hết, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với kênh VTC14. Thưa ông đánh giá như thế nào về đặc điểm cường độ của siêu bão Bofa và khả năng ảnh hưởng của nó tới Việt Nam? Theo chúng tôi thì khi đi vào Biển Đông thì đầu tiên là nó sẽ chậm lại, nó sẽ loanh quanh luẩn quẩn ở đâu đấy giữa cái vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa và phía đông bắc của quần đảo Trường Sa. Và có lẽ là nó di chuyển chậm lại ở đấy và hiện nay các cái hình thái khí quyển để cho nó di chuyển nhanh lên phía Bắc ấy, là không có. Cũng như là hình thái khí quyển để cho nó đi ngay vào phía Tây cũng không có. Có thể cái cường độ cơn bão này nó sẽ mạnh trở lại cấp 12, 13 gì đấy trong 1-2 ngày sắp tới. Nhưng mà cái thời điểm mạnh này thì nó đều ở trên biển. Và cho thời điểm này thì theo chúng tôi thì chưa thấy một cái khả năng gì đấy thật rõ rệt là nó sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta. Mà chủ yếu chúng ta phải chú ý đến cái ảnh hưởng của nó trên biển. Bão Bofa được cho là khá giống với cơn bão Washi quét qua Philippines vào tháng 12 năm ngoái. Ông nghĩ sao về điều này? Vâng, đúng thế. Tức là vào cái giai đoạn cuối của mùa bão lũ ấy, thì bao giờ cũng có những cái cơn bão đặc biệt mạnh và nó đi về phía nam ở những cái vùng mà ít khi xảy ra bão, giống như cơn Linda năm 1997 hoặc là cơn Washi năm ngoái. Những cơn bão năm nay nó khác. Tức cơn Washi năm ngoái là nó đi theo hướng tây
đi về phía vùng biển phía nam của quần đảo Trường Sa hoặc là vùng biển quần Trường Sa. Nhưng cơn này thì không phải như thế, cơn này thì nó đi tạm thời trong một hai ngày sắp tới là nó trích lên phía tây tây bắc hoặc là giữa tây tây bắc, đi về cái vùng biển giữa hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Theo ông, sự xuất hiện của bão Bofa vào thời điểm này có phải là bất thường và đây có phải là cơn bão cuối cùng trong năm nay hay không? Vâng, theo chúng tôi thì cái sự xuất hiện của bão vào cái đầu của tháng 12 thì hoàn toàn là không phải là bất thường. Nó hiếm gặp hơn nhưng không phải là không gặp. Và theo chúng tôi thì có lẽ là đây là những cái cơn bão cuối cùng. Nếu còn ấy, thì có lẽ chỉ còn lại cỡ áp thấp nhiệt đới gì đấy thôi trong Biển Đông, chứ còn cái khả năng một cơn bão mạnh như này nữa thì chắc là rất là hiếm, có thể nói là không còn nữa. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay với kênh VTC14. Tính đến thời điểm này, ít nhất 283 người đã thiệt mạng vì bão Bofa tại miền nam của Philippines, trong khi đó hàng trăm người vẫn đang mất tích và hàng nghìn người mất nhà cửa. Bão Bofa quét qua đảo Mindanao, làm bật rễ nhiều cây to, phá hủy nhiều nhà cửa trước khi yếu dần vào đêm qua và tiến vào Biển Đông. Tuy nhiên, mưa to và gió lớn vẫn hoành hành khi bão đi qua đảo Palawan, miền Tây Philippines trong ngày hôm nay. Hiện hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng vẫn còn bị cô lập trong tình trạng mất điện và mất liên lạc. Đường xá và nhiều cây cầu đã bị phá hủy, trong khi đồ ăn và nước uống được cung cấp hạn chế sau khi bão qua. Quân đội Philippines đã huy động máy bay trực thăng đến khu vực bị lũ quét tại thị trấn New Bataan trên đảo Mindanao để tìm kiếm và cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận với khu vực bị ngăn cách bởi lũ lớn và lở đất, sử dụng mọi trang thiết bị nặng cần thiết để thông các tuyến đường bị vùi lấp bởi cây đổ và rác rưởi. Bộ trưởng Nội vụ Philippines Manuel Rosa cho biết phần lớn các nạn nhân đều bị mất tích hoặc chết đuối do lũ quét và sạt lở đất, sập nhà hoặc bị cây cối và các mảnh vỡ rơi chúng. Vào lúc 12 giờ trưa nay, tàu cá mang số hiệu QNG90133TS của ông Huỳnh Quang Vũ ngụ ở xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi đã được một tàu cùng địa phương lai sắt cập cảng Sa Kỳ sau 8 ngày gặp nạn trên biển. Theo các thuyền viên đi trên tàu QNG90133TS, tàu xuất bến vào ngày 25 tháng 11 khi đang đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa, nghe đài báo bão Bofa tại Philippines, tàu đã chạy tìm vị trí neo đậu tránh bão. Khi cách đảo Lý Sơn khoảng 180 hải lý thì tàu bị chết máy. Các thuyền viên đã liên lạc với bộ đội biên phòng đề nghị ứng cứu hỗ trợ. Tuy nhiên, trong khi neo đậu chờ các tàu hỗ trợ thì một nhóm người từ tàu lạ đã tấn công, tịch thu hơn 1 tấn cá cùng nhiều ngư lưới cụ của tàu. Sau khi nhận thông tin từ lực lượng biên phòng, rạng sáng ngày 3 tháng 12, tàu cá mang số hiệu QNG90312 của ông Bùi Cương đã tìm thấy và lai dắt chiếc tàu bị nạn cùng 6 thuyền viên về bờ. Ngay sau khi hai tàu cập cảng Sa Kỳ, lực lượng biên phòng Quảng Ngãi đã lập biên bản vụ việc, kiểm tra hiện trạng phương tiện, thiệt hại tài sản của ngư dân, đồng thời lấy lời khai của các thuyền viên để có hướng xử lý. Từ đêm qua đến sáng nay, một đợt không khí lạnh tăng cường đã tràn xuống miền Bắc nước ta, gây mưa nhỏ rải rác. Vùng núi có nơi mưa phùn ẩm, nhiệt độ các tỉnh thành giảm thấp, Bắc Bộ tiết trời chuyển lạnh và rét sâu. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội là 16 độ, thành phố Nam Định là 15,7 độ. Các khu vực vùng núi cao tiết trời rét bút hơn khi có kèm theo sương mù dày đặc. Nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới mức rét hại như Tam Đảo, Vĩnh Phúc là 11,1 độ, Sapa, Lào Cai là 9,5 độ, thấp nhất là 7,6 độ tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu đến miền Bắc, cùng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ khiến miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, Trung Bộ có mưa trên diện rộng, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các đợt không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường trong các ngày mùng 7 và mùng 10 tháng 12, đồng thời kéo dài thời gian của đợt rét đang diễn ra tại các tỉnh miền Bắc. Việt Nam hoàn toàn có thể giải quyết tốt thực trạng nợ xấu. Đây là nhận định được các chuyên gia quốc tế đưa ra trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, gọi tắt là hội nghị CG, được Ngân hàng Thế giới tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Với chủ đề đặt nền móng cho phát triển bền vững, hội nghị CG năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 tại Hà Nội. Nội dung của hội nghị tập trung thảo luận liên quan đến tình hình kinh tế xã hội năm 2012, định hướng ưu tiên của chính phủ cho năm 2013 nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, cập nhật tình hình thực hiện chính sách tái cơ cấu trên 3 lĩnh vực: ngân hàng, đầu tư công và doanh nghiệp nhà nước. Các chủ đề liên quan đến giáo dục và kỹ năng nghề, tạo lập nền tảng bước vào nước có thu nhập trung bình thành công. Trong đó, giải quyết nợ xấu trong các ngân hàng sẽ đặc biệt được quan tâm chú trọng. Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, các đại sứ, đại diện của các nước, tổ chức quốc tế tài trợ cho Việt Nam.
Trong ngày họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay, tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng đã nhận được rất nhiều câu hỏi chất vấn và tái chất vấn từ phía các đại biểu. Tuy có mạnh dạn hứa sẽ xử lý nghiêm các sai phạm về đất đai, song lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với câu trả lời được cho là chưa đi đúng trọng tâm đã không làm thỏa mãn nhiều đại biểu. Tại phiên chất vấn, hầu hết các đại biểu đều đồng tình về nhóm các giải pháp tháo gỡ dự án bỏ hoang đất trong bản báo cáo do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Hồng Khanh đọc. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng, việc thực hiện 6 nhóm giải pháp trên, hiện thành phố mới chỉ nêu nội dung giao việc mà không rõ thời gian hoàn thành để Hội đồng Nhân dân giám sát. Tuy nhiên, bên cạnh thừa nhận nguyên nhân báo cáo chậm trễ từ các sở, thì ông Vũ Hồng Khanh chỉ trả lời đại khái rằng phải chờ quy hoạch phân khu để xem xét dự án nào dừng hoặc có thể tiếp tục làm tiếp. Cùng với bà Mai, đại biểu Nguyễn Hoài Nam chất vấn về nhiều dự án đất xã hội bị chuyển đổi sai mục đích, trở thành trung tâm thương mại, đặc biệt là các dự án giao thông tỉnh. Nhiều đại biểu sốt ruột khi rất nhiều khu đất vàng ở vị trí đắc địa mà đều bỏ hoang nhiều năm. Phải chăng do chủ đầu tư kém năng lực hay có dấu hiệu tiếp tay của chính quyền? Trả lời cho vấn đề này, ông Khanh khẳng định các dự án chuyển đổi sai mục đích đều là vi phạm pháp luật và sẽ cho kiểm tra, ra soát và chỉ đạo xử lý. Cán bộ nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Khoảng 10 giờ sáng nay, một vụ nổ kèm theo cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy xăng chiết ga An Dương, khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Sự cố bất ngờ đã khiến hàng nghìn công nhân tháo chạy tán loạn, 47 người đã phải nhập viện vì bị thương. Các công nhân chứng kiến sự việc cho biết, ngọn lửa bốc lên từ khu vực san chiết ga của công ty thương mại cổ phần dầu khí An Dương. Chỉ sau đó ít phút, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra gây chấn động những khu vực xung quanh. Hàng nghìn công nhân công ty và các nhà máy lân cận tháo chạy tán loạn. Các cái bọt khí nó như kiểu khí ga ấy, nó phụt ra hai bên và bắt đầu nổ uỳnh, cái lửa nó tỏa ra phạm vi bao trùm nó phải tầm 2 cây, mà tôi đứng cách đấy khoảng 700 m là mặt nóng ran hết. Lực lượng chức năng đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 12 giờ trưa nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn khu chiết nạp ga rộng hàng trăm mét vuông. Bồn chứa khí hóa lỏng của cơ sở này bị nổ tung. Hai mảnh vỡ của bồn chứa văng cách xa khoảng gần 1 km. Còn phần giữa của bồn chứa cũng bị vỡ tung, ép thành một tấm thép. Cũng tại hiện trường vụ nổ, một chiếc xe bồn chở ga đã bị cháy rụi, chỉ còn đống sắt. Địa điểm tôi đang đứng ở đây cách xa hiện trường vụ cháy tới hàng trăm mét. Tuy nhiên có thể nhận thấy là rất nhiều bình ga đã văng vương vãi khắp khu vực và thậm chí là những bình ga còn văng lên tận nắp của các nhà máy. Điều này chứng tỏ rằng là sức ảnh hưởng của vụ cháy nổ này không nhỏ ở tại khu công nghiệp Khai Sơn. Nhiều nhà máy xí nghiệp lân cận cũng bị ảnh hưởng. Người dân trong khu vực cho biết trường Trung học Phổ thông Thuận Thành 2, cửa kính bị vỡ vụn, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học. Nghiêm trọng hơn, có tới 47 công nhân bị thương, ngay lập tức phải nhập viện đa khoa Thuận Thành điều trị. 3 bệnh nhân bị bỏng nặng sau đó phải chuyển lên viện bỏng trung ương. Hầu hết các nạn nhân đều là công nhân của các nhà máy lân cận như nhà máy Sungwa Vina, nhà máy Seogi Vina. Tôi đang đứng ở dưới ấy để vận hành cái đường ống ấy thôi, thì nó bật đường ống ấy là nó gây cháy. Thì bị lửa nó táp vào người, nó cái hơi lửa thôi chứ không nghĩ là nó ảnh hưởng công ty mình ấy. Thì mọi người vẫn làm bình thường mà. Sau khi mà cháy được độ 20 phút rồi, tự nhiên có tiếng nổ đến ùm một cái. Cứ thế là tất cả mọi người cùng nhốn nháo bỏ chạy, thì mình đang ngồi viết báo cáo thôi. Thì thấy tiếng nổ cái đứng dậy cái thì trên chả biết là cái gì từ trên trần nhà rơi xuống. Kết luận ban đầu của các bác sĩ ở Viện Bỏng Quốc gia cho thấy hai nạn nhân nam bị bỏng bên ngoài với diện tích khoảng 20% cơ thể. Cả hai đều có nguy cơ bị bỏng đường hô hấp bên trong do trực tiếp tiếp xúc và hít khối khí nóng khi xảy ra cháy. Có một cái giai đoạn nó cháy ở cái cường độ nhỏ, người ta đã biết và người ta đã chạy ra một cái vùng rất là xa rồi. Lúc đấy nó mới phát hiện ra cái vụ nổ. Thế cho nên là những cái vết bỏng ở trên người do lửa cháy hoặc là do không khí nóng gây cháy bỏng ấy, thì nó diện tích không lớn. Tuy nhiên, tức là cái không khí mà gây nên cái bỏng ở phía bên trong cũng có thể sẽ rất nặng. Cái đấy mình chưa lường trước được. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình ga trong quá trình thay bình ga mới. Hiện tại, cơ quan điều tra công an huyện Thuận Thành đang phối hợp với công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ vụ việc. Mặc dù đang trong giai đoạn dân số vàng, song Việt Nam hiện vẫn đứng trước rất nhiều thách thức về dân số. Trong đó nổi cộm nhất là tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh.
Đây cũng là vấn đề được nêu ra tại lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số năm 2012 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tại đây, nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh cũng được đề cập. Thông điệp được đưa ra cho tháng hành động quốc gia về dân số năm 2012 là không lựa chọn giới tính thai nhi vì sự phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh những giải pháp đã thực hiện như truyền thông thay đổi nhận thức, nghiêm cấm các phương pháp sàng lọc giới tính thai nhi, một giải pháp mới đã được đưa ra đó là thực hiện các chính sách ưu tiên nữ giới và những gia đình sinh con một bề là nữ để khuyến khích người dân sinh con gái. Theo Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam đang rất đáng báo động. Nếu không có giải pháp can thiệp hiệu quả, thì đến năm 2050 sẽ có khoảng 4 triệu nam giới Việt Nam không thể tìm được vợ. Trong khi đó, các biện pháp nhằm ngăn chặn việc lựa chọn giới tính thai nhi hiện còn rất hạn chế. Theo thống kê từ năm 2009 đến nay, qua thanh kiểm tra mới chỉ phát hiện và xử lý 5 cơ sở có hành vi siêu âm chẩn đoán giới tính. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sau khi áp dụng khung giá viện phí mới là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các bệnh viện và cũng là sự mong đợi của người dân. Nhằm thực hiện mục tiêu này, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ nhất. Một trong những giải pháp được Bộ Y tế đưa ra là siết chặt công tác khám chữa bệnh, nhất là tại các bệnh viện hạng 1 và hạng đặc biệt, bởi tình trạng quá tải xảy ra chủ yếu tại các bệnh viện này. Theo đó, Bộ Y tế sẽ phân tuyến kỹ thuật tùy theo năng lực của từng bệnh viện. Các bệnh viện tuyến trung ương sẽ chỉ thực hiện những kỹ thuật cao cấp, trừ trường hợp cấp cứu, còn các bệnh đơn giản sẽ được điều trị tại các bệnh viện tuyến dưới. Tỷ lệ hợp lý sẽ còn được nghiên cứu thêm, nhưng trước mắt các bệnh viện hạng 1 không làm quá từ 20 đến 30% kỹ thuật của bệnh viện hạng 2. Nếu bệnh viện nào không thực hiện đúng theo phân công có thể sẽ bị hạ loại bệnh viện. Ngày hôm nay, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội đã triển khai phẫu thuật cột sống bằng robot định vị chính xác. Đây là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam và của Đông Nam Á triển khai phương pháp phẫu thuật này. Trước khi tiến hành mổ, bác sĩ phẫu thuật sử dụng hệ thống robot lập trước kế hoạch cho ca mổ dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp cột sống của bệnh nhân. Trong suốt quá trình phẫu thuật, hệ thống robot giúp bác sĩ phẫu thuật định vị chính xác vị trí theo kế hoạch đã vạch sẵn từ trước với độ chính xác cao nhất. Bệnh viện Việt Đức cho biết, so với phương pháp phẫu thuật thông thường, phương pháp này cũng giúp vết mổ chính xác hơn, thời gian hồi phục và xuất viện của bệnh nhân nhanh hơn. Kỹ thuật phẫu thuật cột sống bằng robot đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới cho kết quả giảm nguy cơ ảnh hưởng đến thần kinh, đồng thời cho phép thực hiện các ca phẫu thuật ít xâm lấn với liều lượng tia X được giảm tối đa. Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhân người Nhật Bản bị vỡ động mạch chủ. Đây là trường hợp bệnh lý nặng, nếu không cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân được cứu sống là ông Shingo Gose, trưởng dự án hỗ trợ giao thông, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, lên cơn đau ngực dữ dội, huyết áp liên tục ở mức cao, bệnh có xu hướng diễn biến nặng. Sau 8 giờ nhập viện, bệnh nhân đã được phẫu thuật lóc tách động mạch chủ, trong điều kiện động mạch chủ đã vỡ, nhiều nước máu trong màng tim. Sau ca mổ thành công và quá trình điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã tự ăn bằng đường miệng, tự vận động đi lại, thở tốt, ít đau, huyết áp kiểm soát tốt. Theo các chuyên gia phẫu thuật tim mạch, vỡ động mạch chủ có nguy cơ gây tử vong rất cao, lên tới 70% tử vong. Thời gian gần đây, có không ít chị em phụ nữ tìm mua loại trứng ung mang về chế biến bồi bổ cho chồng, vì nghe đồn có thể tăng cường sinh lực đàn ông. Từ một loại phế phẩm, vốn chỉ để cho vật nuôi ăn hoặc vứt đi, giờ đây trứng ung lại trở thành món hàng bán chạy. Về thực hư câu chuyện Viagra tự nhiên từ trứng ung là như thế nào và các chuyên gia nhận định ra sao về trào lưu sử dụng trứng ung? Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có câu trả lời. Mấy tháng nay, lò ấp trứng của gia đình chị Ánh Hồng ở Ba Vì trúng đậm. Lãi không đến từ trứng lộn hay con giống, mà là nhờ số trứng ung. Những mẻ trứng hồng đã qua vài ba tuần ấp, ra lò đến đâu, bán hết đến đấy. Thậm chí, có người còn đặt mua trước từ nhiều ngày. Không hiểu là tại sao mà thế, thế cho nên là tôi cứ thấy người hỏi liên tục mua cái trứng ung về để ăn. Khách hàng đến mua trứng ung của nhà chị Hồng, phần lớn nhằm mục đích bồi bổ cho Đức Lang Quân. Số trứng phế phẩm này được coi như một thứ Viagra tự nhiên. Hiện tượng trứng ung bán chạy hơn trứng lộn cũng đã xuất hiện tại nhiều lò ấp trứng khác ở xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội. Từ đây, trứng sẽ được vận chuyển về trung tâm thành phố để đáp ứng cho nhu cầu bồi bổ sinh lực của một bộ phận nam giới. Trước kia thì bán chỉ để cho ra những cái con vật nuôi ăn.
gần như chỉ chăn nuôi để dùng để chăn nuôi, nhưng nay cũng có một số là lấy trứng ý để dùng cho người ăn để nhằm mục đích là tăng cường sinh lực. Thật ra căn nguyên niềm tin về công dụng của đám trứng ung lại xuất phát từ một bài báo dịch trên trang mạng nước ngoài được đăng tải cách đây khá lâu. Bài báo nói về một loại khí đặc trưng trong trứng ung là sulfur hydric. Nó có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc có tác dụng cường dương thay cho Viagra. Nghiên cứu đó mới chỉ ở mức độ dự đoán. Độ chắc chắn của các nhà khoa học thì cũng mới chỉ dừng lại ở hai chữ hy vọng. Tuy nhiên, với tâm lý vội vàng và đặc biệt là cơ chế đồn thổi trong số người dân, thông tin này đã khiến nhiều người tin rằng trứng ung là một thần dược có thể giúp cho đàn ông cải thiện chức năng sinh lý. Không phải vô cớ mà các cụ ta vẫn nói ăn trứng ung học dốt. Trứng ung thực chất là trứng bị hỏng do quá trình ấp, do ảnh hưởng của nhiệt độ và môi trường. Cái người ăn phải trứng ung thì nó sẽ bị gặp phải cái tình trạng rối loạn tiêu hóa. Ví dụ như chúng ta thấy ăn phải chất đạm, chất béo mà đã bị phân hủy rồi thì sẽ đầy bụng, rồi đau bụng, rồi đi ngoài, có thể buồn nôn. Hoặc là kết hợp cái quả trứng ung nó có các cái vi khuẩn gây bệnh thì lại có các cái triệu chứng ngộ độc, có thể đau đầu, chóng mặt, rồi có thể ngộ độc rất là nặng. Nghịch lý trứng thối trở thành thần dược có lẽ chỉ xảy ra với những ai cả tin và thiếu thông tin. Để tăng cường sinh lý, một bên là làm theo lời đồn thổi, ăn những quả trứng phế phẩm. Một bên là có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động. Những đấng mày râu hiểu biết chắc chắn sẽ rõ nên chọn bên nào. Chuyển sang phần tin quốc tế, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã hoàn thành lắp đặt tên lửa tầm xa trên bệ phóng trước vụ phóng được dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 22 tháng này. Bất chấp sự chỉ trích từ quốc tế, phía Bình Nhưỡng cũng vừa chính thức xác nhận các chi tiết của kế hoạch phóng tên lửa sắp diễn ra. Dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap cho biết, tất cả 3 tầng của tên lửa Unha-3 đã được đặt lên bệ phóng ở bãi phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên. Nguồn tin này cũng cho biết, một số công nhân tại bãi phóng vệ tinh đang rút khỏi hiện trường. Cũng theo Yonhap, sau khi lắp đặt xong, Triều Tiên sẽ lắp đặt các thiết bị hỗ trợ như radar, camera trước khi tiếp nhiên liệu cho tên lửa. Triều Tiên đã thông báo cho các nước láng giềng rằng đường bay dự kiến của tên lửa 3 tầng này là về hướng Nam, tương tự với đường bay của tên lửa trong vụ phóng tên lửa hồi tháng 4 vừa qua. Tầng đầu tiên và tầng thứ hai sẽ rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía tây của Hàn Quốc, trong khi tầng cuối cùng hạ cánh xuống vùng biển phía đông Philippines. Theo đường bay dự kiến này, tên lửa của Triều Tiên cũng sẽ đến gần quần đảo Okinawa của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản hiện đã lắp đặt hệ thống tên lửa đánh chặn nhằm đối phó với trường hợp tên lửa Triều Tiên gây nguy hại cho lãnh thổ nước này. Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết chuẩn bị triển khai hệ thống radar phòng thủ tên lửa hiện đại. Tiếp theo là các tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. Một đám cháy đã bùng phát tại một xưởng may quần áo ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông vào lúc 15 giờ 30 phút giờ địa phương ngày hôm qua, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Phần lớn các nạn nhân xấu số đều là phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 20. Những người bị thương hiện đang được điều trị trong một bệnh viện địa phương. Được biết, 84 nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong nhiều giờ liền. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, nguyên nhân của vụ cháy là do đốt phá. Do gặp bão, một chiếc tàu chở than mang quốc tịch quốc đảo Saint Kitts và Nevis ngoài khơi Tây Ấn Độ Dương và một chiếc tàu cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm tại khu vực Biển Đen, làm ít nhất 3 người chết và 10 người khác mất tích. Và lúc xảy ra tai nạn, trên tàu chở than có 11 thủy thủ người Ukraine và một người Nga. Các tàu cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đã cứu được 4 người và đang tìm kiếm những người còn mất tích. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, một chiếc tàu cứu hộ cũng đã bị chìm, khiến hai thành viên cứu hộ thiệt mạng và một số người khác mất tích. Ngày hôm qua, các nạn nhân và những người sống sót sau vụ rò rỉ khí ga tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu Union Carbide hồi năm 1984 ở Bhopal, Ấn Độ, đã biểu tình bên ngoài văn phòng Thủ tướng Manmohan Singh ở New Delhi nhân kỷ niệm 28 năm ngày xảy ra thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất thế giới này.
các nạn nhân đa số là phụ nữ, đòi gặp Thủ tướng Singh và kêu gọi ông trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đòi lại công lý, đồng thời tăng tiền bồi thường cho các nạn nhân của thảm họa này. Theo số liệu thống kê không chính thức, thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 25.000 người và gây phơi nhiễm khoảng 100.000 người khác ở Ấn Độ. Giới chức Nhật Bản hôm qua cho biết vụ tai nạn sập hầm Sasago thảm khốc ở nước này cuối tuần trước khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều khả năng là do các đinh vít bị mất. Tại một cuộc họp báo hôm qua, giới chức điều hành đường hầm Sasago cho biết họ phát hiện ra dấu hiệu đinh vít được sử dụng để gắn kết các tấm bê tông trên trần của hầm Sasago đã biến mất, trong khi một số đinh khác lại quá lỏng lẻo. Được biết, các đinh kết nối tấm bê tông của đường hầm Sasago đã không được thay mới kể từ khi đường hầm này được đưa vào sử dụng vào cuối năm 1970. Trong khi Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra với những phiên họp căng thẳng nhằm đạt đến một sự đồng thuận giữa các nước trong việc cắt giảm khí thải và làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, thì ngay tại nước chủ nhà Qatar, chính phủ đã đầu tư thực hiện nhiều biện pháp mới để ngành nông nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi quá trình biến đổi khí hậu và đảm bảo khả năng tự đáp ứng nguồn thực phẩm cho đất nước. Đối tượng tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu thường là ngành nông nghiệp và giá cả lương thực, đặc biệt là đối với những vùng đất khô cằn như Qatar, một quốc gia không có sông, hồ và gần như không có mưa với nền nhiệt độ có thể đạt đến 50 độ C. Có rất nhiều khó khăn đối với ngành nông nghiệp ở Qatar như nước, đất và việc tìm kiếm các công nhân có kinh nghiệm, tất nhiên là cả vốn đầu tư nữa. Quá trình tăng trưởng dân số ở Qatar cũng kéo theo nhu cầu cao hơn về lương thực. Trong khi đó, hiện Qatar chỉ tự sản xuất được 10% nhu cầu thực phẩm trong nước, số còn lại phải nhập khẩu hoàn toàn. Tuy nhiên, bất chấp các bất lợi về địa hình, chính phủ Qatar vẫn đặt ra hạn chót là năm 2024 cho việc tự chủ về lương thực, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp để đạt được mục tiêu trên như tìm thêm nhiều nguồn nước mới, nâng số lượng các trang trại lên 3.000, bổ sung hàng trăm nhân viên có kinh nghiệm, chủ yếu từ các nước Trung Đông, tăng gấp đôi lượng cây trồng trong năm nay và dựng nhiều nhà kính để đảm bảo cây trồng có thể phát triển tốt. Chúng tôi tin trong tương lai, Qatar có thể tự sản xuất các loại rau cho thị trường trong nước và không có nhu cầu nhập khẩu thực phẩm. Nhờ nguồn tài nguyên khí đốt lớn, Qatar có lợi thế rất lớn về kinh phí để biến kế hoạch trên thành hiện thực và trở thành một đầu mối về chế biến thực phẩm và trung tâm thương mại của khu vực trong tương lai. Tại thủ đô London của Anh, trong khi nền kinh tế suy giảm, giá thực phẩm và nhiên liệu tăng cao đang ảnh hưởng đến cuộc sống của ngày càng nhiều người, thì các tổ chức từ thiện Foodbank chuyên cung cấp thực phẩm miễn phí cho người nghèo cũng đang được mở ra với số lượng nhiều chưa từng thấy. Tại Anh, số người không đủ khả năng tự đáp ứng nhu cầu về thực phẩm đã tăng gấp đôi trong năm ngoái. Cùng với đó, cứ mỗi 3 ngày lại có một tổ chức từ thiện Foodbank được thành lập để đối phó với tình trạng trên. Tốc độ này chắc chắn sẽ còn tăng cao khi tất cả các chỉ số đều cho thấy tương lai của nền kinh tế Anh vẫn sẽ tiếp tục ảm đạm. Ngày càng có nhiều người đến đây hơn, phần lớn họ đã bị thất nghiệp trong một thời gian dài. Ngoài ra có cả những người dù đang có việc làm nhưng lại không kiếm đủ tiền để chi trả cho các nhu cầu nuôi con nhỏ, thực phẩm, nhiên liệu. Tổ chức Foodbank của Daphne Aikens thường cung cấp các gói thực phẩm đủ dùng trong vòng 3 ngày cho những người có nhu cầu. Mỗi tuần cung cấp thực phẩm cho khoảng 40.000 người. Tuy nhiên đây chỉ là một trong số rất nhiều tổ chức được thành lập gần đây tại thủ đô nước Anh. Giá thực phẩm tại Anh đã tăng 32% trong 5 năm gần đây và tăng gấp đôi so với các nước châu Âu khác. Dự kiến trong những năm tới, giá thực phẩm sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Việc chính phủ Anh cắt giảm các phúc lợi xã hội cũng khiến nhiều người Anh không đủ tiền chi tiêu. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày 5 tháng 12 năm 2012 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.